Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong nhà Phật có nói tới 5 điều ngăn che thánh đạo, được gọi là ngũ cái. Ai cũng biết thiền định là cái cốt tủy của các pháp hành ở trong Phật giáo, và muốn chuyển hóa tất cả những cái phiền não để giữ cho tâm của mình thanh tịnh, thăng hoa trên con đường tuệ giác thì cần phải thực hành cho chuyên nhất yếu tố của thiền định này. Và để có thể thực hành được thì phải đoạn trừ 5 cái phần truyền cái này. Đó chính là 5 cái món mà ngăn che thánh đạo của mình, gồm có tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi. Khi mà tâm bị 5 cái yếu tố này chi phối thì khó có thể tiến đến con đường giác ngộ và giải thoát được. Một thời Đức Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ, ở nơi Tinh Xá Kỳ Hoàng, lúc bấy giờ Đức Phật bảo như thế này: thế nào gọi là các pháp bất thiện, nghĩa là 5 cái món triền cái, thế nào là 5, gồm có tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi. Đó là 5 cái mà có thể che đậy hết tất cả những cái thiện trụ của mình. Ngài dạy các vị tỳ kheo là nếu như 5 cái triền cái này có mặt thì súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục có mặt, và các pháp bất thiện đều từ đây mà khởi lên. Thế nên các tỳ kheo hãy tìm phương tiện mà diệt cho được 5 cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi. Và sau khi Đức Phật dạy xong thì các vị tỳ kheo vâng giữ cái lời dạy này mà thực hành. Đây chính là một đoạn được trích ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2 phẩm thứ 32 Thiện Tụ. Thưa quý vị, trong đời sống tu tập của chúng ta đây, diệt trừ cái tham là cái đầu tiên. Cái tham này gồm có 5 yếu tố là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tham tài tức là tiền tài, tham sắc tức là những cái yếu tố mẫu mã, bóng dáng, kiểu cách, hình ảnh. Tham danh tức là tiếng khen, lời chê. Tham thực tức là tham ăn, và tham thùy tức là tham ngủ nghỉ. 5 cái đối tượng này đây nó quấy nhiễu đời sống của chúng ta từ thuở còn thơ cho đến trung niên và rồi cho đến lão niên luôn, chưa từng ngừng nghỉ trên phương diện của tham dục này cả. Điều thứ hai đó là sân hận. Để mà chúng ta lắng dịu được tất cả khi mà mình tương tác với những điều trái ý nghịch lòng, lòng của chúng ta không gợn lên tất cả những cái sự phẫn nộ đối với sự trái ý nghịch lòng đó, mà ngược lại tâm của mình phải sinh lòng từ mẫn hoan hỷ để tha thứ cho tất cả những điều mà người ta đã ứng xử với ta một cách trái ý nghịch lòng. Điều thứ ba mà ngăn che thánh đạo của chúng ta đây, đó chính là cái yếu tố hôn trầm, tức là ngủ nghỉ. Khi thân và tâm của mình mệt mỏi, ủ rũ, không có minh mẫn thì chúng ta sẽ rất khó để có thể tiếp nhận được những điều mà Đức Thế Tôn chỉ dạy, cũng như rất khó để nhiếp tâm chánh niệm tỉnh giác, không có như lý tác ý nữa. Thân và tâm của chúng ta lúc bấy giờ không còn tốt đẹp, không còn minh mẫn nữa để có thể nhận chân ra tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình, và cái tâm đó sẽ không đưa đến một kết quả tốt đẹp. Điều thứ tư đó chính là trạo cử, hay còn gọi là trạo hối, có nghĩa là quá ư là vọng động. Thân và tâm lúc nào cũng dao động, không có chánh niệm, không có tỉnh giác, dao động hết chuyện này, dao động tới chuyện kia, tâm không hề trú ngụ và không đặt được lên một cái đối tượng nào cả, không có một chút nào của sự yên tĩnh hết. Đó là yếu tố của thứ tư. Yếu tố thứ năm đó chính là hoài nghi. Hoài nghi về giáo pháp của Đức Thế Tôn có phải là con đường giải thoát giác ngộ hay không, và hoài nghi trong tự thân của mình có thể đạt được cái yếu tố giác ngộ và giải thoát Đức Thế Tôn đã chỉ dạy hay không. Trên hai phương diện nghi pháp và nghi nhân này, đối với một con người mới sơ cơ học đạo hoặc là mới bước vào con đường của thực tập chánh niệm tỉnh giác thì quả thật rất dễ xảy ra. Khi chúng ta chưa đặt được niềm tin một cách vững chãi thì người hành giả đó không thể nào có được cái yếu tố của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây được gọi là 8 con đường chân chánh để có thể đạt đạo được. Vậy thì qua 5 điều ngăn che thánh đạo mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cố gắng loại trừ và chuyển hóa được phần nào thì con đường đạt đạo của chúng ta sẽ mở rộng chừng đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.